thì chào đón quý cô chú, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, ai cũng muốn nhà mình vừa đẹp vừa sang, thấy thứ gì hay và quý cũng muốn mang về trong nhà. Nhưng theo quan niệm phong thủy thì có một số dù có đẹp, có giá trị đến mấy thì cũng không nên mang về nhà, kẻo rước họa vào thân, đen đủi đủ được. Nếu chỉ nhìn bằng mắt và chỉ đánh giá về vẻ bề ngoài, chúng ta sẽ không lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi nhặt những thứ đó mang về nhà. Minh chứng là khi hỏi 10 người rằng thì thấy tiền hay là đồ vật có giá trị thì có nhặt lên hay không? Hầu hết phải đến 9 người đều trả lời là có. Nhặt lên là bởi vì tò mò, vì lòng tham, vì để bày trong nhà cho đẹp hay vì muốn trả lại cho người mất trình báo công an. Dù thế nào thì cũng rất nguy hiểm. Bởi điều này chỉ mang lại nhiều rắc rối vận xui mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của bản thân bạn nữa. Sau đây Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ về danh sách những thứ tuyệt đối không nên nhặt mang về nhà. Bạn nên nhớ kỹ và thận trọng hơn. Đồ trang sức bằng đá quý cũ. Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy thì cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay là sự nghiệp. Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân. Chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang lại năng lượng, tâm niệm và tai ương của người chủ. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới, chứ hiếm khi mua đồ cũ, vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ cho mình. Hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà, trừ khi nó đã được làm sạch, giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó. Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác. Đi đường chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay là đồ dùng rơi rớt trên mặt đường. Nhưng bạn có biết đó là những thứ đại kỵ không nên mang vào nhà được hay không? Tất nhiên cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay là tiền bạc, nhưng cũng có người ta cố tình bỏ lại những thứ đó trên đường để giải hạn, giải xui. Hơn nữa các cụ cũng có câu của thiên trả địa, cái gì không phải của mình thì chắc chắn sớm muộn gì cũng mất mà thôi. Khi ấy, nếu bạn đem thứ đó về nhà mình thì cũng là đang rước những điều xui xẻo về cho bản thân và gia đình. Đó là một trong những vật không nên mang vào nhà mà bạn cần biết. Đặc biệt hiện nay, nó có nhiều thủ đoạn lừa đảo. Họ sẽ giả vờ để rơi tiền, ví hay trong phong bì giày cộp trên đường, rồi khi đó có người nhặt được sẽ chạy lại để đòi. Sau đó, lại có một người nữa chạy đến nói rằng chiếc ví đó là của mình, bắt đền bạn và nói nếu không trả sẽ báo công an. Rồi còn hàng loạt các chiêu thức lừa lọc tinh vi khác mà chúng ta không thể nào biết trước được. Do đó, để không vướng vào những tình huống nguy hiểm thì đừng nên nhặt bất kỳ đồng tiền, ví tiền hay là phong bì nằm trên đường. Tiếp theo là gương bị nứt. Gương vỡ hay là nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt. Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại, chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà sẽ tốt hơn. Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn. Nó như một món quà dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ. Khi chiếc gương bị nứt hay là vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi. Có thế mới giữ được bình an cho mình. Hái lộc ở cây cổ thụ. Đầu năm nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó thì bạn nhớ là phải tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng, hái lộc ở cây đó thì mới an lành. Cây to, cành lá tùm thì lộc thường xanh tươi mướt. Nhưng theo quan niệm của dân gian thì cây to, cành lá tùm thì lộc thường xanh tươi mướt mắt. Nhưng theo quan niệm dân gian thì cây càng to, nhất là cây cổ thụ mà còn gần đền chùa miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc không đúng cách thì dễ rước vong vào nhà. Ảnh của người đã mất không thân thích. Theo quan niệm tâm linh, mỗi một tấm ảnh đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Nếu người trong ảnh không phải là người thân của bạn thì tốt nhất chớ nên giữ trong nhà khi mà người ấy đã chết.
Người lạ ấy không quen không biết bạn mà lại đem ảnh họ về nhà thì cẩn thận người ta sẽ ám bạn qua bức ảnh kia. Hòn đá ven đường. Ngày nay nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí sân vườn nhà mình, nhưng theo phong thủy, đây là hành động mà bạn phải thận trọng bởi hòn đá ven đường không phải là thứ bạn có thể tùy tiện mang vào nhà. Thời xưa thì những xác chết vô chủ, không người thân thích thường được đem chôn ngay ven đường hay là ven sông. Người ta chôn làm phúc nên cũng chẳng được kỹ càng, có khi dùng chính những hòn đá hòn sỏi nhìn thấy xung quanh để lấp mộ. Vì thế, hòn đá bình thường bạn nhìn thấy bên đường có thể chính là hòn đá đã được dùng làm vong hồn của người đã chết. Điều đó lý giải tại sao người ta khuyên bạn không nên tùy tiện nhặt đá ven đường mang về nhà mình. Những sợi dây thường lạ. Trong nhà có người chết vì treo cổ thì khi lấy tử thi xuống phải lấy sợi dây đó đốt ngay. Đây là câu chuyện có thật. Nếu nhà nào đó có người treo cổ tự tử nhưng không đốt sợi dây đó đi thì một năm sau cũng là nhà đó có người chết treo cổ cũng ở ngay vị trí đó. Chính vì thế mà đó được coi là sợi dây oan nghiệt, nếu không đốt đi thì nó vẫn cứ luẩn quẩn quanh nhà và cứ mỗi năm thay phiên nhau chết. Điện thoại và tai nghe. Đang đi đường mà thấy một chiếc điện thoại rơi ngay trước mặt thì hãy bỏ đi, đừng quan tâm tới nó dù nó có đắt tiền, hàng xịn đến mấy, bởi chỉ khi cần nhặt lên thôi là ta đã phải có trách nhiệm với nó. Nếu là người tốt bụng thì có thể trả lại người mất được, nhưng nếu vì lòng tham mà giữ làm của riêng thì không chừng sẽ bị người làm mất tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép và phải lên phường làm việc với cảnh sát. Nhặt đồ vật về nhà là chuyện không nên làm. Vậy còn mất tiền bạc ở giữa đường có nên nhặt hay không? Nhiều người có thói quen cứ thấy tiền rơi trước mặt thì mừng rỡ vội vàng nhặt ngay lập tức, dù đó là tiền của đám tang thả đi hay là tiền của một người kém may mắn đánh rơi đang hốt hoảng tìm kiếm. Soi chiếu theo góc độ tâm linh, việc nhặt được tiền là điềm báo hung dữ hay là cát lành? Xin mời quý vị cùng theo dõi Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Nhặt được tiền đầu năm là may hay rủi? Nhiều người quan niệm nhặt được tiền vàng rơi sẽ mang đến điều xui xẻo. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa thì nếu đầu năm nhặt được tiền của rơi, dù lớn hay là nhỏ cũng đều là điểm may mắn. Đối với các trò may rủi như là lô tô, bầu cua, tôm cá thì nên chơi có điểm dừng để thử tài vận. Nếu bạn may mắn thắng vài ba ván thì đó là điểm lành, nên giữ tiền lại để giữ vận may. Nếu thua thì bạn đừng nên tiếp tục xa đoạn, gỡ gạt, nên dừng đúng lúc tránh mất mát nhiều hơn. Nhặt được tiền của rơi đầu năm là điểm may mắn, nhưng nếu số tiền vật chất lớn thì tốt nhất bạn nên tìm chủ nhân của nó để trả lại. Đây là việc làm tốt rất được khuyến khích, là một việc tốt đầu năm sẽ nhận được sự an lành, may mắn. Việc này còn tốt hơn cả vạn điểm lành. Có nên nhặt tiền của người chết ở đám tang, tai nạn? Việc giải tiền không mang lại ý nghĩa gì. Theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh cho rằng ngày xưa không hề có chuyện giải tiền thật trong đám tang. Mãi về sau này thì một số người nhiều tiền mới làm ra việc này, rồi có người học theo và lầm tưởng đó là phong tục tập quán. Mong muốn những điều tốt đẹp hơn cho người đã xuất của nhiều người là hoàn toàn chính đáng. Nhưng mọi người không biết rằng việc giải tiền là việc không nên làm. Nó không chỉ gây lãng phí mà còn khiến người đi đường gặp nguy hiểm, gây mất mỹ quan đô thị. Hiện tượng này không chỉ xảy ra với những vụ tai nạn giao thông gây chết người mà còn ở đám ma, đám cưới, đám rước, người ta quan niệm làm như vậy thì sẽ may mắn và thuận buồm xuôi gió. Khi có người thân chết đi, họ dùng những thỏi vàng mã, tiền xu mã giải ra đường với mục đích phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá, bắt nạt vong hồn người chết và đánh dấu đường linh hồn, người chết biết đường về nhà. Với mục đích này thì người thân của người chết sẽ dắt các thỏi vàng dọc đường và dắt rất nhiều ở các ngã ba, ngã tư để vong hồn người chết chú ý khỏi lạc đường về. Thực tế đây chỉ là một biện pháp trấn an về mặt tâm lý chứ không có một ý nghĩa nào. Việc giải tiền thật hay là tiền vàng mã chỉ là nghi thức tín ngưỡng của nhân dân. Đối với thế giới người âm, cho dù chúng ta đưa tiền thật thì với thế giới đó cũng là tiền giả. Đồng tiền thật vứt cho người chết tuy có mệnh giá nhỏ nhưng cũng không nên ném đi ở đường như vậy. Chúng có thể gây ra những hậu quả không lường trước được như là gây tai nạn cho người nhặt. Trên thực tế, vì mải nhặt những đồng tiền thả ra từ các vụ tai nạn, đám tang mà đã có người tử vong, chúng ta nên tôn trọng đồng tiền quốc gia, vận động mọi người không nên vứt bỏ tiền. Theo Hòa Thượng
Thích Nguyên Quang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, Đạo Phật không chủ trương giải tiền vàng. Trong đám tang, các gia đình thường mời các sư thầy về hành lễ, nhưng việc hành lễ đó không hề nói tới chuyện vàng mã, cũng như là bày vẽ lễ lạc tốn kém. Việc giải vàng mã thực sự là một hủ tục, gây phung phí, ô nhiễm môi trường. Mọi người thay vì tốn kém vào việc giải vàng mã, tiền, nên nghĩ đến chuyện làm những việc thiện có ích cho người khác. Việc thả tiền ở đám tang hay là những nơi xảy ra tai nạn có người chết đôi khi lại tạo nghiệp vì gây họa cho người khác. Người nhặt tiền không biết có bị xui xẻo hay không, nhưng việc cố chạy ra nhặt tiền bất chấp mất an toàn giao thông có thể xảy ra dù là mệnh giá tiền rất là nhỏ. Nhặt được vàng là may hay rủi? Vàng là gì? Ý nghĩa của vàng? Vàng là một kim loại màu vàng sẫm ánh đỏ. Vàng nguyên chất là kim loại tương đối mềm, dễ kéo dài, rát mỏng, dẫn nhiệt rất là tốt. Vàng được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, nhưng một phương tiện chuyển đổi tiền tệ. Không chỉ có giá trị quy đổi, vàng còn được sử dụng làm trang sức vận dụng trong y học, các nền công nghiệp, khoa học nghiên cứu, điện tử. Thời Trung Cổ, vàng thường được xem là chất có lợi cho sức khỏe với niềm tin rằng một thứ hiếm và đẹp là thứ tốt nhất cho sức khỏe. Ngày nay thì có rất nhiều nghiên cứu cho rằng vàng không chỉ giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, ngừa viêm khớp mà còn giảm căng thẳng, tăng cường miễn dịch. Vàng còn là biểu tượng của sự thành công và mang ý nghĩa quan trọng với nhiều nền văn hóa. Vàng tượng trưng cho mặt trời, cho sự cao sang, quý phái, quyền lực. Người Việt Nam chúng ta thì luôn tin vào tín ngưỡng và những điềm báo, nên một số người khi lượm được vàng thường xem đây là một điềm báo hoặc lo lắng, không biết đây là hành động sẽ đem lại may mắn hay là xui xẻo cho bản thân. Dân gian đúc kết một câu nói, nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Ý nghĩa của câu nói đó là gì? Khi lý giải được điều này thì khắc chúng ta sẽ lý giải được nhặt được tiền, vàng, tốt hay là xấu. Nghĩa đen, được bạc thì sang, được vàng thì lụi, nhặt được bạc thì báo hiệu sự may mắn, nhặt được vàng thì kinh tế thường sa sút, lụi tàn. Nghĩa bóng, ý nghĩa sâu xa của câu nói này là có ý khuyên chúng ta khi bỗng nhiên trở nên giàu có, nhận được một khoản bổng lộc lớn thì phải biết trân trọng, phải có kế hoạch tiết kiệm giữ gìn phát triển, biết cách tu chí làm ăn, phát triển kinh tế, làm sao cho số tiền đó phát huy tác dụng, chứ đừng ăn tiêu lãng phí xa hoa, trác táng để rồi sau đó lại chẳng còn gì. Vì trên thực tế đã có nhiều trường hợp bỗng nhiên trở nên giàu có chỉ sau một lần may mắn như trúng số độc đắc đào được vàng bạc của cải. Nhưng do không có kế hoạch làm ăn với số của cải lợi lộc đó nên chỉ một thời gian sau lại trở về hoàn cảnh nghèo túng như trước. Hoặc có khi ăn chơi, nghiện ngập rồi tình cảnh còn tệ hại hơn cả lúc ban đầu. Ngoài ra, vàng là vật có giá trị lớn. Câu thành ngữ nói như trên cũng để khuyên chúng ta nếu có nhặt được vàng thì nên tìm trả lại cho người chẳng may làm rơi đánh mất, vì biết đâu đó lại là toàn bộ tài sản của họ, và chúng ta đừng vì cái lợi trước mắt mà quên đi đạo đức nhân cách của con người. Câu nói góp phần động viên tinh thần cho những ai trả lại số vàng cho người khác, đừng vì trả lại mà cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Hãy thanh thản với đúng những gì mình có, cái gì không phải của mình làm ra thì đừng có tham lam. Chưa kể, nếu số vàng này về nhà, rất có thể sẽ ám vận lên cả gia đình mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị bỗng nhiên cảm thấy mọi sự xui xẻo trên thế giới đều như đổ dồn lên bản thân mình, mà đôi khi chỉ là trong cùng một khoảng thời gian ngắn? Điều này khiến cho bạn cảm thấy suy sụp giống như là bị dồn vào đường cùng, bị sao quả tạ chứa mệnh. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy học, không có điều gì tự dưng xảy đến với mỗi con người, và nguyên nhân của những chuyện không may đó rất có thể là do các đồ vật xui xẻo mà bạn để trong nhà bấy lâu nay đấy. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu để tránh rước vận rủi vào thân. Chúng ta đã nghe và nói với nhau hàng trăm nghìn lần rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vì thế phong thủy may mắn xin đưa ra lời khuyên đến quý vị rằng nếu có thấy của đánh rơi trên đường và cảm thấy có thể trả lại cho người bị mất thì hãy nhặt lên. Còn nếu không thì hãy xem như mình chưa thấy gì. Biết đâu điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi xui xẻo không đáng có. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn để đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.